bóp vỏ vô là nó sẽ bị bể cái vỏ này, nó bị cắn là nó bể cái vỏ này, là do là khi mà giờ khi con nói câu nè, khi cái bánh xe này nó mềm là cái mâm này nó sẽ ép cái vỏ, khi mà mình chạy bánh á là ở dưới cái này nó đè nặng xuống thì nó sẽ bóp vô là nó bể. Cái này là cô đã có nhớ vỏ rồi, đây cái dấu cô nhớ vỏ đây có nè, đây hai mũi luôn mà. Nó giá thì nó giá, nhưng không, mà cái này là con thấy là cái mình chạy ép á, cái này là con chạy bóng đi để ép luôn, nó mới bị vậy á. Ép gì mà ép, cái này là cái phần này ở trong chứ sao mà gọi là ép hả? Không phải ở trong, khi mà giờ tôi nói với cô là cái mâm, khi cô tác động cái mâm là nó nằm ở đây, sau đó cái cô lũng này, cô không để ý cái phần của cô ráo cô chạy là cái mâm ép là cái lực ép nó ở dưới cái này nó lên, mà cái mâm ở bên trong có những người ép xuống rồi là nó hư cái vỏ, là cái đó là chuyện đương nhiên. Cái này là không có trách được bên con, thì cái này là do mình chạy mình không để ý. Cái này thì không cái không, cái này lực ép của cái xe và cái mâm xuống khi mà anh lũng á, cái này anh khi mà em hỏi anh là bây giờ anh lũng, anh có biết là anh lũng không? Biết anh lũng rồi, xong lúc đó là anh chạy là cái cảm giác khi mà anh đè xuống á là xong rồi á, anh có thấy chưa? Cái này em đâu có biết. Cái này em đâu có biết là anh khi mà anh chạy anh ngừng tại chỗ là anh chạy, em đâu có biết được. Không, cái này là giờ cho em hỏi đi, giờ nếu như anh lũng đi mà anh có biết là anh lũng rồi xong rồi anh ngừng tại chỗ hay là anh chạy? Sao mà không mềm, thì bây giờ em thấy anh đang ăn cán, anh ăn cán hai ba ở đây mà. Còn bây giờ là như ví dụ cái này á là anh nói là lỗi, thì bây giờ là anh lên anh gặp trực tiếp cho giám đốc và sau đó là giám đốc trao đổi lại với anh. Còn em á hiện tại là em thấy là anh cán linh khá nhiều nè, rồi xong khi cái lực ép xuống á thì cán linh có hai lỗ, thì đó thì bây giờ nó không phải cán linh nhiều hay là không phải giờ cán linh một lỗ là ít. Có bệnh nhân. Cái này thì mình bây giờ ông nói là cái vỏ mềm mà để nó chạy thì nó sẽ bị slip cái vỏ còn đau bối. À nó sẽ bị slip. À còn mấy vỏ mà còn bình thường không phải là giờ là do mình chạy nha. Anh giá gì mà anh giá 4 cái lỗ đây mà nói là không ấy. Cái chuyện giá là không quan trọng. Bây giờ cái này á, thôi anh nói vậy á, để em chụp hình và sau đó em hỏi ý kiến lại cho giám đốc đi, rồi xong rồi cái này em trao đổi nha. Cái này là em thấy là chắc là không biết được, nhưng mà em sẽ gửi mail và nói chuyện với lại giám đốc, nếu như được bảo hành á thì sẽ bảo hành, còn không bảo hành á thì đó là giám đốc ở bên em á sẽ trao đổi lại với anh chị. Thì cái này bây giờ em kiểm tra cái này coi cái bên trong nó có bị không. Bây giờ nói với chị đó, khi mà nó lỗi thì ai Thank you.
thì cái này để em nói chuyện lại với giám đốc và em gửi mail về cho công ty, nếu như mà công ty chấp nhận bảo hành cho anh á thì em sẽ là mở lệnh để bảo hành cho anh, còn em thì chỉ là nhận thông tin để hỗ trợ anh với cái việc này. Còn như em thấy là cái vỏ của anh á thì em trao đổi lại với anh thì em thấy là giá khá nhiều á, em cũng không biết như thế nào thôi. Qua coi chiếc xe taxi xe đó để lại sau cũng được, em coi xe taxi này coi sao rồi nè. Rồi ok anh, thì em trao đổi với anh vậy đó, giờ em sẽ gửi mail và em trao đổi lại với giám đốc rồi xong rồi em tính tiếp cho. Xe này xong rồi nè Lộc. Dạ chị, em sẽ chụp hình và em gửi và em trao đổi với giám đốc ở dưới này.